nhóm ha. Rồi thì như vậy là chúng ta sẽ thực hành lại việc phân tích thiết kế ha, cho một cái dự án, mà dự án này nó đặc thù, nó có những yếu tố đặc thù như hạn như là về ngữ âm, về gì đòi hỏi các em, tại vì cái nhóm đông người mà các em phải chia nhau ra. Thứ hai là các em đã quen cách vẽ các cái view, các cái diagram này nọ rồi, thì bây giờ mình sẽ mình sẽ tiến đến nhưng tức là ngoài cái việc là vẽ đó thì chúng ta phải nghiên cứu thêm một số các cái kiến thức, nó gọi là domain knowledge của cái lĩnh vực đó ha. Rồi thì ngoài ra thì các bạn là cái lớp kỹ sư tài năng sau này có thể là phải tham gia nghiên cứu, phải tham gia cái gì này nọ vân á, thì mình sẽ yêu cầu các bạn là viết cũng như là một cái report về về báo cáo khoa học ha. Rồi thì như vậy thì mình sẽ nói qua về cái report sample trước. Thì đầu tiên là mình cần có các cái tạo ra các cái danh mục, các ký hiệu, các chữ viết tắt ha. Thì cái này thì cũng không khó lắm ha. Rồi có bảng ánh xạ ha. Rồi rồi một số cái mối quan hệ. Rồi thì như vậy thì cái này sai ha, mục lục phải đưa lên trước ha. Sorry, mục lục mình phải đưa lên trước. Rồi thì như vậy thì đầu tiên là mình sẽ giới thiệu về cái thiết kế cái kiến trúc này của mình. Thiết kế kiến trúc này của mình thì sau khi mình như vậy, giống như là phân tích yêu cầu của cái đề bài á, thì sau khi mà phân tích ra cái đề bài rồi á thì mình sẽ đặt tả cái yêu cầu. Cái này thì nó cái này là cái một việc nghiên cứu, nhưng mà mình sẽ đặt tả cái yêu cầu. Thì khi đặt tả yêu cầu thì mình sẽ đưa ra các yếu tố về như vậy, cái phân tích yêu cầu cái đề bài rồi á thì mình sẽ tiến đến cái việc đó là đưa ra các công việc thực hiện ha. Thì công việc thực hiện đó là nó sẽ là đi gần từng bước, giống như là cái công nghệ phần mềm thôi, tức là các đặt tả các yêu cầu functional thì non functional requirement. Rồi thì bây giờ một số cái phần quan trọng đó là chúng ta sẽ đưa ra các cái cơ sở lý thuyết cho các cái bài toán của mình, thì nó bao gồm lý thuyết về chuyên môn, chẳng hạn như tụi em sẽ sử dụng cái công nghệ backend nào, thì lý thuyết là cái gì này nọ vân vân. Rồi ngoài ra là ví dụ đây là một cái phần về về lý thuyết ha. Rồi thì khi mà đưa ra cái quan hệ về lý thuyết đó thì chúng ta sẽ tiến đến cái việc đó là mình phải tham khảo đến cái trang gốc của cái cơ sở lý thuyết đó. Chẳng hạn như các em trình bày về MySQL á, thì chúng ta phải tham khảo đến cái trang gốc của cái tài liệu nói về MySQL. Thì cách mà tra cứu mà dễ nhất đó. Này cũng được mà. Thì thường nó sẽ có cái phần reference đây ha. Phần reference ha. Rồi ví dụ như vậy ha, thì mình sẽ lấy cái phần này, cái nào mà phù hợp ha, khoảng chừng ba bốn tài liệu gì đó ha. Ví dụ what i mysql này ha, ví dụ mình sẽ đưa vào và mình sẽ theo dõi cái cách trình bày tài liệu tham khảo mình đưa vào cái báo cáo của mình ha. Rồi thì như vậy thì mình sẽ trình bày về cái lý thuyết, đặt tả cái cơ sở lý thuyết, rồi cái giống như là cái này cái sẽ rất có lợi các em sau này khi làm luận văn ha. Mình phân tích ưu khuyết điểm này nọ của cái hướng công nghệ mình đang sử dụng ha. Rồi sau đó là mới phân tích các cơ sở lý thuyết rồi thì mới tới các công việc. Công việc của mình là đặt tả non-functional, đặt tả functional, rồi xử lý cái gì đấy nọ vân vân, thì mình cứ đưa vào mình xử lý. Thì mình sẽ thiết kế diagram, thiết kế mockup, rồi thiết kế use case chi tiết thì nó vân vân, thì mình sẽ chia ra mình làm.
Rồi thì đó là cái sườn chính của cái báo cáo. Rồi thì bây giờ làm bây giờ tiếp theo á, sẽ là cái nội dung của cái báo cáo. Thì mình sẽ đặt tả ở đây. Rồi thì như vậy thì chúng ta sẽ thiết kế cái kiến trúc của cái kho dữ liệu âm thanh. Kho dữ liệu âm thanh đó là cái gì? Là chúng ta sẽ ghi âm, giả sử như chúng ta sẽ ghi âm lại những cái từ tiếng Việt, những cái từ tiếng Việt. Thì khi mà phát âm những cái từ tiếng Việt như vậy rồi á, ghi âm những cái từ tiếng Việt như vậy, thì mình sẽ thiết kế nó là theo cái âm tiết. Mình thiết kế là theo cái âm tiết, và cái thì khi mình phát âm đó, thì một cái đơn vị từ của mình á, một cái đơn vị từ của mình á, thì nó sẽ là bao gồm là phụ âm và nguyên âm, đúng không? Nó sẽ bao gồm phụ âm và nguyên âm. Rồi như vậy thì khi mà mình phát âm ra như vậy á, thì cái phụ âm á, thì để cho thì muốn muốn phân tích, thì mình ví dụ như một người muốn nghe cái từ tiếng Việt âm như thế nào thì mình sẽ người ta sẽ có là muốn biết là những cái từ mà mở đầu là chữ C ha, ghép với lại kết thúc là chữ mở đầu, những cái từ mở đầu là chữ C, thì người ta sẽ search ra xem như thế nào ha. Thì lúc đó thì nó sẽ sổ ra danh sách những cái từ mà mở đầu chữ C, con cá cần cù gì đó vân vân, thì người ta có thể nghe lại. Cái thứ hai là người ta muốn biết những cái từ trong tiếng Việt mà ví dụ như là vần vần an chẳng hạn, thì hay phát âm thế nào, thì nó sẽ liệt kê những cái từ như là an, than, đang gì đó vân vân. Nó cũng ra những cái như vậy. Mà ngoài ra có thể là người ta còn 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 muốn là nghe những cái từ tiếng Việt như là ghép cả phụ âm lẫn nguyên âm luôn, tức là vừa có phụ âm là đờ ha, nguyên âm là an, thì nó sẽ ra là đang đáng gì đó, hoặc là một cụm phụ âm đi kèm với một cụm nguyên âm, thì nó sẽ lọc ra như thế nào ha. Rồi thì đó là cái thiết kế của mình ha. Rồi thì như vậy thì cơ sở lý thuyết á, thì mình sẽ đó là cái phân tích cái yêu cầu ha. Rồi thì cái cơ sở lý thuyết á, thì nó sẽ bao gồm là cơ sở lý thuyết thì mình phải nghiên cứu là cách phát âm, rồi nguyên lý tạo thành từ gì này nọ vân vân á, nó là một một cái lý thuyết đó. Giờ mình sẽ sử dụng backend là công nghệ gì, frontend công nghệ gì, thì mình cũng nói chung là cái phần cơ sở lý thuyết này cần phải có dẫn nguồn, tự tìm cái tài liệu và dẫn nguồn ở trên mạng. Rồi thì sau đó thì sẽ tới cái phần thiết kế. Thì thiết kế thì mình thiết kế thì nó tức là mình đặt tả yêu cầu, nó thông thường phải đặt tả yêu cầu tính chức năng, phi chức năng gì đó, functional, non-functional gì đó. Rồi sau đó, nhưng mà mình nghĩ là cái thiết kế cơ bản á, thì nó phải thiết kế những cái mức ở cơ sở dữ liệu nó sẽ gồm như thế nào, thiết kế mockup thì nó sẽ gồm như thế nào, thiết kế use case nó sẽ gồm như thế nào. Rồi thì và mô tả chi tiết ra như là chúng ta đã làm cái báo cáo của cái bài tập lớn. Rồi thì như vậy thì cái này thì mình nghĩ là nhóm 1, và từ nhóm 1, 1, 2, 3 sẽ làm. Thì mỗi nhóm làm độc tập thì nó sẽ ra những cái thiết kế này nó khác nhau, nó cơ sở lý thuyết này cũng khác nhau ha, không thể giống nhau được. Rồi vậy thì mình sẽ đưa ra cái thì mỗi nhóm sẽ tự suy nghĩ độc lập với nhau và đưa ra cái báo cáo của mình, thì không thể nào mà giống nhau được đâu. Ngay cả dùng một công nghệ thì cách các em trình bày, các em dẫn nguồn này nọ vân á, thì nó cũng sẽ đầy đủ chi tiết. Rồi cách cái thiết kế rồi cái mock-up này nọ vân, thì mình nghĩ là mỗi nhóm sẽ có một cái cơ sở khác nhau. Thì như vậy từ nhóm 1 đến nhóm 3 thì các bạn có cái thắc mắc gì về cái requirement này không ạ?
nhóm 1, nhóm 3. Có nhóm 1, nhóm 3 ở đây không ạ? Thầy ơi, hình như là mình chưa có cái form để đăng ký đề tài đúng không? Hay là lúc lúc trước là mới thấy chia nhóm rồi. Chia nhóm từ nhóm 1 đến nhóm 3 thì mình fix luôn cho nó nhanh ha. Thì nhóm 1, nhóm 3 thì sẽ làm cái topic đầu tiên này, ba ba nhóm sẽ làm giống nhau ha. Cho cái topic đầu tiên này. Hiện tại là em chỉ mới cho các bạn chia nhóm thôi, thì cái thứ tự nhóm thì các bạn đang đặt tên Đoạn chưa sẵn hết à? có, chứ không phải cái gì là tên nhóm mà chứ chưa thấy thứ tự, tức nghĩa là các bạn tự đặt một cái tên nhóm bình thường Ok, như thôi. vậy thì mình có thể random hay như thế nào đó để tạo ra thành cái nhóm. Danh sách nhóm này em cũng đã post ở trên Bkel rồi, mấy bạn đã tạo xong rồi này, thì có một loạt Không, các ý nhóm mình nói là như vậy thì mình có thể random thứ tự luôn, cũng được. để Em thấy là có mấy nhóm họ ghi trong cái phần mô tả là ghi đề, nghĩa là có ghi đề tài mấy rồi, nhưng mà nhóm thì chưa, hay là mấy nhóm kia có được ưu tiên, hay là kiểu như Rồi số rồi rồi, để phận mình hay là xem. thế nào không ạ? Tức là nhóm 1 là các bạn muốn làm luôn cái topic 1 hay sao ạ? Không, em thấy ở trên cái trang, cái chỗ mà thầy thầy cho lập nhóm, cái chỗ mà group selection, cái chỗ phần tạo nhóm ở trên Bkeo, mà thấy có một số nhóm như nhóm nhóm NLPT là mấy bạn chọn đề tài chính chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì tài chính Đó nó có có một thay số. đổi rồi đó, tại vì lúc đầu thì tài chính mình định cho các bạn làm cái hướng nghiên cứu, nhưng mà về sau nó thay đổi ha. Rồi như vậy thì nhóm nào đã có chọn đề tài rồi thì thầy tính ưu tiên cho nhóm đó làm ha. Rồi các nhóm khác thì mình sẽ random thứ tự ha. Rồi ok. Dạ vâng, ok. Dạ. Rồi thì bây giờ tới cái dạng thứ hai là cái dạng mà thiết kế cái ngữ điệu âm thanh ở mức câu. Mức câu thì mình có những dạng câu như là, giả sử như mình đã có ai đó ghi âm cho mình rồi, phải không? Mình sẽ có những cái câu như là câu cầu khiến, câu sai bảo, câu cái gì đó vân vân. Lý thuyết về các cái dạng câu, lý thuyết về 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 các cái dạng câu. Rồi như vậy thì mình sẽ lưu lại thì người ta sẽ xem được là ở dạng câu cầu khiến, rồi câu hỏi, rồi câu nghi vấn, câu gì này nọ vân vân. Nó thì có cái dạng đặc thả như vậy. Ngoài ra thì nếu như cái kho ngữ liệu này được cung cấp ở cái dạng mở thì mình sẽ phải thiết kế cái dạng mở như thế nào, thì cái để cho theo một cái tiêu chuẩn quốc tế, thì trên tiêu chuẩn quốc tế thì người ta có cái dạng là OLAP. Open Language. Như vậy thì cái ở những cái nhóm đề hai đề tài thì mình sẽ thiết kế cái sử dụng dữ liệu mình theo cái dạng như chuẩn OLAP như thế nào để có thể cung cấp cho người dùng đọc và tìm hiểu được. Rồi ngoài ra thì các bạn cũng nghiên cứu các cái công nghệ backend, frontend này nọ vân vân. Rồi thì mọi người cứ mỗi mỗi nhóm cũng chia thành ba nhóm như vậy ha, thì mỗi nhóm sẽ phân tích yêu cầu ha, rồi nghiên cứu các cái domain knowledge, rồi cũng thiết kế các cái backend frontend này nọ vân vân, và cũng đưa ra được cái thiết kế cho cái đề tài của mình, thì nó cũng tương tự như là của cái phần từ vựng ha, nhưng mà phần câu thì mình sẽ chia thành các cái dạng câu thường gặp, câu ghép, câu gì đó, từ vựng này nọ vân vân, để mình làm. Rồi cái đề tài tiếp theo là mình có cái kho ngữ liệu âm thanh rồi thì mình sẽ kiểm tra, mình sẽ kiểm tra thì khi mình kiểm tra như vậy thì mình sẽ có cái
giao diện là giả sử như là mình chia ra hình cái đề tài này thì chia hình ba cái phương ngữ, người tạm gọi là Bắc Trung Nam ha, thì trong đó mình sẽ có giao diện là load lên các cái nhóm âm thanh ở cái dạng cái load lên các cái nhóm âm thanh ở cái dạng ở phương ngữ miền Bắc ở dạng câu và dạng từ ha. Rồi load lên là ở dạng ở cái dạng là dạng câu ha. Rồi thì như vậy mà khi mà load lên rồi á thì mình cần có cái giao diện đánh giá chất lượng ha. Mình cần có cái giao diện để đánh giá cái chất lượng, ví dụ như người ta nghe xong cái câu đó người ta thấy là chất lượng âm thanh tốt thì người ta sẽ check vô cái chỗ là chất lượng âm thanh ok ha. Rồi thì ngoài ra mình có cái phần gọi là toàn bộ cái âm thanh ha. Thì sau khi mà đánh giá xong thì người ta check vô là bao nhiêu câu được tốt, bao nhiêu câu được chưa tốt vân vân á, thì mình sẽ vào mỗi mỗi cái câu nó sẽ có một cái gọi là duration ha. Thì như vậy thì sau khi mình người ta check, người ta đánh dấu xong rồi á, người ta check, người ta đánh dấu xong rồi á, thì mình sẽ có cái gọi là cái giao diện để show ra là có bao nhiêu cái âm thanh thì tốt, bao nhiêu âm thanh thì không tốt, thì mình tính được cái số giờ luôn, mình tính được cái số giờ phù hợp cho cái dạng âm thanh đó. Ví dụ như là trong cái âm thanh phương ngữ Bắc đi thì ở mức từ á, thì đã có bao nhiêu từ được check và có bao nhiêu từ đánh dấu là tốt ha. Và tổng ở dạng câu á, có bao nhiêu câu được check và bao nhiêu câu đánh giá là tốt ha. Và tổng cộng là sẽ có khi mà check đến đâu rồi thì nó sẽ có cái phần giao diện là show ra là có bao nhiêu câu là được đánh dấu là tốt, bao nhiêu câu đánh giá là không tốt thì nó không vân. Rồi thì như vậy thì mình cũng nghiên cứu cái sở lý thuyết, thì cái sở lý thuyết này là có thể là chỉ nghiên cứu đến backend frontend thôi ha. Rồi và thiết kế các cái ở cũng thiết kế các cái mức công việc như thế này. Rồi cái thứ 8 á, là đề tài thứ 8 á, là như thế này. Giả sử chúng ta đã có một cái service ha, thì nhập vô cho nó một câu ha, nhập vô cho nó một câu thì nó sẽ gán nhãn ở cái mức gọi là cái mức cho nó một từ á, thì nó sẽ gán nhãn ở cái mức âm vị. Âm vị nghĩa là load lên cái file âm thanh đó thì nó sẽ nói là dường như là chữ đầy đi, thì từ đâu đến đâu là chữ đờ, từ đâu đến đâu là cái phần tức là từ đâu đến đâu là nguyên âm, từ đâu đến đâu là phụ âm. Nó là ở cái mức như vậy. Rồi cái này là gán những âm thanh đó, là nó sẽ gán là một cái file âm thanh đó thì từ khúc nào khúc nào là âm, từ khúc nào là từ, từ khúc nào là câu, từ khúc nào là câu. Rồi thì như vậy thì khi mình load kết quả lên, thì giả sử mình đã có một cái danh sách các cái kho dữ liệu đã được gán nhãn, người ta đã gán nhãn là người ta bấm cái từ lên á thì nó được gán nhãn là từ khúc nào là nguyên âm, từ khúc nào là phụ âm của cái từ đó ha. Hoặc là cho gán nhãn ở mức câu á ha. Đó là mức âm vị ha. Rồi mức từ á, là một câu có nhiều từ thì nó sẽ chia ra là từ chỗ nào là ứng với từ gì ha. Rồi cuối cùng là một câu thì gắn đưa lên một đoạn thì nó sẽ báo là từ chỗ nào là ứng với cái câu đó ha. Rồi thì khi mà load lên á thì mình sẽ gọi cái service để mình gán nhãn ha. Mình gọi service để mình gán nhãn thì mục tiêu của mình đó là mình so sánh cái kết quả của cái service với lại cái hệ thống đã có sẵn ha. Như vậy thì khi so thì nó sẽ có hai trường hợp, là một là service nó ra kết quả đúng, còn cái người gán nhãn người ta gán nhầm ha. Thì lúc đó thì mình sẽ cho phép là người dùng chỉnh sửa lại cái service đó ha. Rồi còn thấy nó giống nhau thì bây giờ nếu mà giống nhau, tại vì mình phải cái hệ thống phải tự động show ra là nó match hay không match, tại vì ví dụ như là tại vì nó trên là rất là nhỏ, vừa một câu chẳng hạn thì một câu kéo dài trong 1,5 giây, thì trong một giây ở một một từ thôi, như phát âm chữ đi
chữ đời, thì nó chỉ có vài mili giây đầu ấn chữ đời, vài mili giây sau ấn với chữ ời thôi. Thì như vậy thì khi mà nghe như vậy thì cái gán nhãn, và cái giả sử như là đã gán nhãn rồi, gán nhãn bằng trước đó bằng con người hay bằng máy gì đó, thì khi mình thấy hai cái khoảng duration nó gần gần giống nhau cho matching chính xác thì mình cho nó là đúng, còn nếu không thì nó cho nó là sai. Rồi thì đó là cái số 8. Rồi thì cái số 9 thật ra là cái làm trước cái số 8 mới đúng nè. Cái số 9 là người dùng load lên một cái file âm thanh, cắt cái file âm thanh nó thành, ví dụ nó là một cái câu thì cắt thành các cái đơn vị từ, như một đoạn thì gán thành các cái đơn vị câu, rồi một từ thì có thể cắt thành đơn vị từ đâu đến đâu là phụ âm, từ đâu đến đâu là nguyên âm. Rồi thì load cái file âm thanh lên, nó có dạng wave đó, ví dụ như vậy, người ta nghe người ta sẽ tính được là từ đâu đến đâu là từ gì đâu đến đâu là từ gì. Rồi thì sau khi mà nghe xong á, sau khi mà nghe xong ta gán nhãn rồi á, thì nó sẽ lưu lại, thì tăng ra cái 9 là làm trước cái 8 á. Từ cái 9 làm xong á thì nó sẽ thành kết quả cho cái 8 làm tiếp. Rồi thì các cái bước cũng giống vậy thôi ha, cũng nghiên cứu cơ sở lý thuyết, rồi nếu cái này có thể nghiên cứu lên cơ sở âm thanh thì vân vân, tức là domain nó sẽ làm cái gì, mình cũng thiết kế các cái bước này. Rồi thì đó là cái yêu cầu cho từng cái đề bài, thì chúng ta cũng xây dựng được cái thiết kế thôi, nhưng mà nó có một cái số specific đặc biệt, nó có một số cái requirement và cái domain knowledge đặc biệt, thì các bạn nghiên cứu để viết thành cái báo cáo. Rồi thì chắc chúng ta sẽ gặp khoảng 2 tuần một lần để update cái tiến độ và cố gắng làm để đến cuối kỳ thì mình xong cái phần thiết kế này, xong cái báo cáo này. OK, đó là cái yêu cầu cho cái phần mở rộng của cái công nghệ phần mềm. Thì chúng ta thiết kế lại với một cái bài toán khó hơn, và nó phải viết cái báo cáo lại dưới dạng một những cái báo cáo khoa học. Không biết các bạn có cái thắc mắc câu hỏi gì không? Rồi OK, Trí nói Trí à. Dạ thầy, là cứ 2 tuần là mình sẽ có một buổi họp vậy, thì là mình họp giờ này luôn hay sao ạ? Chắc là họp giờ này, nếu như mình không còn gì đột xuất thì chắc họp giờ này luôn. Dạ thực ra thì em thấy có nhiều bạn bận lắm. À, sai mà. Dạ thực ra thì em thấy có nhiều bạn bận giờ này lắm. Hiện nay mình thấy là có 27 trên số 36 bạn. Hay là một cái khác là các bạn có thể tạo một cái poll để mà note lại những giờ nào các bạn lớp kỹ sư tài năng thì chắc là sẽ học chung nhiều môn giống nhau. Như vậy thì các bạn có thể tạo một cái poll hay cái gì đó để vote coi là giờ nào các bạn rảnh, thì mình sẽ có nhiều option, thì mình lấy một cái option ra mình làm. Thì Tuấn có thể list các bạn làm việc này ha, chọn cái option phù hợp để lấy giờ họp. Thì mình nghĩ là họp cũng nhanh thôi ha. Các bạn báo cáo tiến độ làm ở đâu rồi mình góp ý rồi xong thôi. Chắc em sẽ tạo một cái group ở trên Google Space, xong rồi các bạn có thể vào mình post lại cái tham nào cho nó đặt. Với lại cho mình hỏi một xíu ha. Với lại hiện tại của mình là mình đang có 1 nhóm, 2 nhóm, 4 nhóm, 5, 6, 7 nhóm. Thì 7 nhóm là có đủ thành viên rồi. Nhóm The Lab chỉ có 2 bạn thôi, còn ra 5 bạn còn lại là bạn Bằng, Hùng, Huy, bạn Thái thì chưa có join cái nhóm nào. Không biết 5 bạn này là còn học môn này không, hay là bỏ môn này luôn hay sao, hay là như thế nào? Các bạn có nhiều khi cũng đang nhắn bữa nay sao, thì có thể em tạo trong cái không, mấy bạn này là chưa có cho nhóm luôn này, con đang tắm này, đây em có xe rồi này. Em coi các bạn có trong học bữa nay không á.
Không, cái tạo nhóm thì đã cho đăng ký tạo từ trước rồi, có nghĩa là cái bạn này chưa đăng ký luôn chứ không phải Chưa đăng ký tức là sao? Chưa hiểu. là em có tạo một cái group form nhóm ở trên BKL thì cái việc đăng ký nhóm là trước đó rồi, mình đã đăng ký trước một tuần rồi thầy. Thì cái file đó em lấy từ từ cái file này là đang lấy từ BKL xuống luôn á, thì có 5 bạn vẫn chưa chưa tham gia nhóm nào, 5 cái bạn đầu tiên này đây Ok hiểu. đây là chưa chưa có tham gia nhóm nào hết. Còn mấy bạn này ví dụ như nhóm nhóm IDK là có nhóm này nè, nhóm 1 này, nhóm 3 này, nhóm 4 thì các bạn đăng ký đề tài rồi đó, nhóm 5 đó, nhóm The Last chỉ có 2 bạn thôi, đây nhóm The Last có 2 thành viên thôi, chắc là phải bổ sung thêm. Thì còn 5 bạn đầu tiên này là chưa có nhóm này, chưa có cho nhóm nào hết, thì không biết là mấy bạn có quýt môn này không hay là sao, hay là như thế nào đó. Các bạn đó đang có trong group này của mình không? Đang có đang họp năm năm bạn đó có ai họp đây không? Đó, có bạn nào học cái này không? Chắc là 5 bạn này không có bạn nào học cái này, chưa thấy lên tiếng. Vậy thì cái nhóm mà cuối cùng là cái nhóm The Lab này thì sao ta? Nếu mà ít thành viên quá thì có thể cho luôn một cái nhóm nhóm khác được không này? Để cho tăng số lượng lên là 2 bạn làm có nổi một cái đề tài không ta? Nhóm The Last có ở đây không? Nguyên với lại Bảo Nguyên với lại Quyết Thắng. Có 2 bạn có làm nhóm nhóm đủ sức để làm nổi một cái project ở trong này không? Ok thì chắc chắc là cứ giờ suy nghĩ lại ha, xong rồi xem rồi tình hình như thế nào, có thể cho một cái nhóm khác này thôi, hay là cho số lượng lên một 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 vài nhóm lên. Thì em chỉ sợ 5 bạn này, nếu mà 5 bạn trên này này mà không có đi học luôn đó, thì có thể là sẽ 2 bạn này còn đang lập nhóm thì có thể cho một nhóm là để làm. Ok. Chắc sau buổi này em sẽ tạo một cái group ở trên trên Google Space đó, thì để add các bạn vào luôn, để add Peter vào luôn, thì các bạn có thể hỏi nhanh trong này ha, để bạn ngồi lại Ok. có lại cái lịch meet sau. Ừ. Còn bạn nào có câu hỏi gì nữa không? Ừ. Ok, vậy thầy Tuấn cứ tạo cái group Google Space đi, các bạn có thắc mắc gì các bạn cứ đưa vào đấy. Dạ vâng ạ. Dạ. Dạ thôi. Dạ vâng. Ok, rồi vậy thôi ha. Bye bye mọi người ha. Dạ rồi. Bye bye mọi người.